hình ảnh mới của nghệ sĩ Tấn Bell. Không còn giấu giếm như trước, gia đình nghệ sĩ Tấn Bell cho phép đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh của anh trước công chúng. Ngày 19 tháng 9, nghệ sĩ Linh Tý đăng tải hình ảnh anh và vợ, diễn viên Bích Trâm đến thăm danh hài Tấn Bell. Trong ảnh, Tấn Bell nở nụ cười rạng rỡ, thân sắc tươi vui, khỏe khoắn. Chú ba yêu của con vẫn đẹp trai, à ngon, Linh Tý nhắn nhủ. Bên dưới phần bình luận, anh trấn an khán giả nghệ sĩ Tấn Bell sẽ sớm bình phục. Nghệ sĩ Tấn Bell bị đột quỵ não từ giữa năm 2023. Từ thời điểm đó, các tài khoản mạng xã hội của anh không cập nhật hoạt động mới. Nhiều đồng nghiệp không có thông tin cũng như không hay biết về tình trạng của anh. Cho đến khi có người chia sẻ video Tấn Bell tại cơ sở vật lý phục hồi chức năng đầu tháng 9, thông tin anh bệnh tật mới được nhiều khán giả biết đến. Theo chia sẻ từ người thân, gia đình không tiết lộ tình trạng của Tấn Bell vì ngại ồn ào và muốn giữ hình ảnh cho nam nghệ sĩ. Một số đồng nghiệp đến thăm, họ được yêu cầu không quên chụp hay đưa thông tin của anh lên mạng xã hội. Hơn một năm nay, nghệ sĩ Tấn Bell phải điều trị vật lý phục hồi chức năng tại một cơ sở ở Bình Dương. Vợ anh là người túc trực, chăm sóc hàng ngày. Cách đây ít ngày, trực tiếp tới thăm đồng nghiệp, nghệ sĩ Tấn Hoàng bày tỏ ngưỡng mộ trước sự tận tụy và hết lòng yêu thương chồng của vợ Tấn Bell. Anh động viên Tấn Bell hát để giải khuây. Cả hai nghệ sĩ có màn song ca trong nước mắt ca khúc Đời Tôi, hát mọi lúc mọi nơi. Mặc dù sức khỏe như thế nào vẫn phải hát, nghệ sĩ Tấn Hoàng nhắn nhủ. Theo Tấn Hoàng, mỗi ngày Tấn Bell tập vật lý trị liệu, châm cứu 2 lần sáng tối. Bữa nay Tấn Bell khỏe hơn rồi, thấy bạn đi lại được là vui. Tĩnh dưỡng khoảng 2 tháng nữa là có thể về nhà. Bà xã Tấn Bell quá tuyệt vời, luôn túc trực chăm sóc anh, nghệ sĩ Tấn Hoàng nói. Nghệ sĩ hài Tấn Bell sinh năm 1965, là con trai của hoàng đế Điện Dự Tấn Tài. Từ nhỏ, anh được cùng cha lưu diễn khắp các sân khấu cải lương lớn nhỏ trên cả nước. Tấn Bell nổi lên từ hình thức nhóm hài Tấn Bell, Tấn Bò hay Tấn Bell, Mỹ Chi. Anh còn gây ấn tượng với hình ảnh lên chùa bán nhang trên sân khấu gala cười. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Bell còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi Đàn Ông Có Bầu, Hello Cô Ba, Cưới Ngay Kẹo Lỡ, Mùa Ngò Gai.